Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay, xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn lễ tang của cháu Trần Ngọc Anh. Cháu Trần Ngọc Anh thì cháu sinh năm 2008. Không may, cháu bị tai nạn giao thông và đã chút đi hơi thở cuối cùng, trở về với Chúa, để lại cho cha mẹ, cho ông bà, cho tất cả người thân những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Khi nghe tin con gặp nạn, bố mẹ như sét đánh ngang trời. Đến hiện trường, cháu đã chút đi hơi thở cuối cùng, mãi mãi được trở về với Chúa, để lại cho muôn vàn tình thương yêu. Cháu khi còn ở trường là một cô học sinh ngoan, học giỏi và được thầy cô cùng các bạn bè mến mộ. Hôm nay cháu đã vĩnh viễn rời xa trần gian để trở về với Chúa, để lại nơi này biết bao nhiêu những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Thưa quý vị, giờ phút này đây là giây phút đau lòng khi tất cả mọi người đưa cháu về nơi yên nghỉ với những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Vậy là chỉ còn giây phút ngắn ngủi nữa thôi là đã vĩnh viễn mất đi một người con, mất đi một người cháu mà hàng ngày vẫn nói chuyện cùng nhau. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những công lao ấy, bố mẹ đã vất vả cả một cuộc đời để nuôi cháu cho đến ngày hôm nay. Thì giờ phút này đây, cháu lại đi không một lời từ biệt. Thưa quý vị, chẳng có một nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, mất đi người con, người cháu của mình. Quá xót xa và xúc động, tất cả mọi người, thầy, cô giáo, bạn bè, trang lứa đều đến nơi này để tiễn đưa, để cầu nguyện, mong cho linh hồn của con được thanh thản, được về với Chúa, được nghỉ ngơi an nhàn. Dẫu biết rằng cuộc đời luôn là vậy, là những chuyến đi, là những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, nhưng thưa quý vị, biết làm sao được khi con người chúng ta luôn ẩn chứa những điều xót xa và xúc động. Giờ này đây cháu Trần Ngọc Anh không còn nữa, âu cũng là lẽ thường tình của quy luật tạo hóa, nhưng đằng sau đấy để lại những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể bà con nhân dân, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà lòng xót xa xúc động, chỉ mong rằng gia đình của con hãy cố gắng biến đau thương thành những hành động, hãy ổn định lại tinh thần, hãy ổn định lại cuộc sống để tiếp tục lo cho gia đình mai sau. Dẫu biết rằng người đi người ở là giây phút xót xa nhất của cuộc đời, nhưng cũng phải cố gắng, cũng phải vươn lên trong cuộc sống này, vì cháu Trần Ngọc Anh cũng đã không còn trên trần gian. Mong rằng gia đình hãy cố gắng vượt qua. Lúc này đây, tất cả các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè gần xa của gia đình cũng đến đây để tiễn đưa con nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời, rồi từ đây không bao giờ gặp lại. Thưa tất cả quý vị, giờ này là giờ xót xa, mong quý cộng đoàn
chúng ta hãy cầu nguyện để cho linh hồn của con Trần Ngọc Anh được thanh thản, được về với Chúa, được thảnh thơi, được bình yên. Giờ này thưa quý vị, tất cả mọi người cũng chỉ mong rằng, mong cho linh hồn con được nhẹ gót trở về với Chúa. Xót xa khi một vụ tai nạn giao thông giờ đây đã cướp đi của gia đình một cô bé xinh đẹp, ngoan hiền, học giỏi. Giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm còn lại, chẳng biết làm sao được. Mong tất cả quý cộng đoàn cùng nhau dâng lời để cầu nguyện, để cho con được thanh thản ra đi. Cảm ơn các quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh và hãy để lại những lượt bình luận của mình để chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của con Trần Ngọc Anh được thanh thản, được về với Chúa, được thảnh thơi an nhàn.